Xin chào các em nhé, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 23 luyện tập vở bài tập môn toán lớp 5 tập 1. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì hai bộ sách thầy đều đã làm cho các em rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách giáo khoa của chúng mình ra, trang số 31 nào. Đó, chúng ta sẽ đến với cái bài hôm nay. Bài số 1 nè. Cứ 1kg giấy vụn thì sản xuất được 25 cuốn vở học sinh. Đó, các em thấy nhá, 1kg giấy vụn. Do vậy giấy của chúng ta đừng có vứt đi nhiều nha các em. Chúng ta hãy bán giấy vụn để gì? Có vở để chúng mình viết nè. Hỏi có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh từ một tạ giấy vụn, từ một tấn giấy vụn. Đó, vậy thì các em chú ý nè. Ở đây nè, 1kg nè, thì chúng ta được bao nhiêu? 25 cuốn vở, đúng không? Vậy thì giờ ta hỏi nè, một tạ thì sẽ được bao nhiêu cuốn nè, đúng không? Và một gì? Một tấn nè, sẽ được là bao nhiêu cuốn gì? Cuốn vở, đúng không? Vậy thì để làm được cái này thì chúng ta sẽ phải đổi cái tạ và gì? Tấn này này, ra cái gì các em? Ra kilogram cho thầy, đúng không? Đấy, mình sẽ có này, một tạ thì bằng bao nhiêu? 10kg, đúng không? Phải không? Tấn đến tạ đến yến mới đến kilogram nha. Như vậy một tạ phải bằng 100kg nhá. Và một tấn à, thì sẽ bằng bao nhiêu? 100 thêm một số 0, tức là 1000, đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ trả lời là gì? Vậy thì số quyển vở hay là một tạ giấy vụn, đúng không? Hoặc là gì, chúng ta có thể làm theo kiểu gì, gấp lên một số lần cũng được, đúng không? Một tạ này, một tạ so với gì? 1kg thì nó sẽ gấp bao nhiêu lần, đúng không? Đấy, chúng ta có thể làm bằng rất là nhiều cách. Hoặc ta sẽ lấy luôn 100 này, chia cho bao nhiêu? 25 cũng được, phải không? Đúng không? Đấy, rất nhiều cách để các em làm nhé. 1kg giấy vụn thì sẽ được là bao nhiêu? 25 cuốn vở. Vậy bây giờ thầy có là gì? 100kg giấy vụn thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cuốn vở? Đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? 100 này các em nhân với gì? 25. Và 1000 này chúng ta sẽ nhân với gì? 25. Đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ làm rất đơn giản thôi. Vậy thì một tạ gì? Bao nhiêu cuốn vở học sinh từ một tạ giấy vụn? Đấy, thì một tạ giấy vụn nè. Một tạ giấy vụn, đúng không? Giấy vụn sản xuất được, sản xuất được số gì? Quyển vở là, hoặc là số quyển vở sản xuất được từ gì? Một tạ giấy vụn là cũng được nhá. Đấy, các em viết nhỏ lại tại vì ở đây người ta chừa cho mình rất là ngắn. Được chưa? Mình sẽ lấy cái gì các em? 1kg thì 25 cuốn. Bây giờ mình có bao nhiêu? 100. Vậy thì các em sẽ lấy 25, các em nhân với bao nhiêu? Nhân với 100. Đó. Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 25 nhân với 100 thì bằng bao nhiêu? 2.500 cuốn, đúng không? Quyển vở, cuốn vở. Rồi, vậy từ đây chúng ta sẽ sửa là cuốn vở nhá, cho nó đúng nhá. Quyển vở thì cũng được, không sai. Cuốn vở nhá.
Được chưa? Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ có là một gì? Một tấn à? Một tấn giấy vụn cũng sản xuất được số cuốn vở là, đúng không? Đấy. Thì mình cũng sẽ lấy gì? Một tấn thì bằng bao nhiêu đây? 1.000 kg. Vậy thì 1 kg được 25 cuốn, giờ nhân cho bao nhiêu? 1.000 kg sẽ được là 25.000, đúng không? Đúng không? Đấy. 25.000 này là 25.000 gì? Cuốn vở. Xong chưa? Cuốn vở nè. Rồi, và đến đây chúng ta chỉ việc ghi gì các em? Đáp số nhé. Đáp số các em ghi phải nhỏ vào. 2.500 cuốn vở và bao nhiêu? 25.000 cuốn vở. Đó, nhà thầy nó ở gần đường nên là hơi có người đi qua là chó mèo nó sủa vậy, các em rất là thông cảm nhé, rất là ổn. Rồi, ta sẽ đến với cái bài tiếp theo, bài số 2. Một cái xe ô tô tải có thể chở được nhiều nhất là 5 tấn. Nhưng người ta đã chất lên xe một khối lượng hàng cân nặng 5 tấn 32 kg, 325 kg. Hỏi chiếc xe đó đã phải chở quá tải bao nhiêu kg? Ồ, cái bài này thì quá là đơn giản rồi đúng không các em? Dễ như là ăn kem rồi đúng không? Vậy các em chỉ việc đổi nè. Chở quá tải. Chở là gì? Nó chỉ chở được 5 tấn thôi. Vậy thì giờ mình chỉ cần đổi cái này ra kg hoặc là ra gam cũng được này. Đúng không? Đấy, không cần nhiều. Nếu chúng ta nhìn một cái chúng ta sẽ thấy ngay. Nhưng mà làm bài bản ở đây á, thì chúng ta phải đổi cái gì đây? Họ hỏi đơn vị là kg. Nên chúng mình sẽ đổi nè. 5 tấn nè. 5 tấn. Thực ra chúng ta không cần ghi cái đổi 5 tấn này bằng bao nhiêu kg được. Đúng không? Bởi vì các em đã nắm được rồi. Như vậy chúng ta sẽ biết là 5 tấn nè. Thì chắc chắn là bạn nào cũng biết rồi đúng không? Nó sẽ bằng bao nhiêu? 5.000 kg. Đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ trả lời cái gì đây? Thôi thầy sẽ đổi cái này luôn cho các em đi. Không có nhiều em lại bảo là không biết ở đâu ra những cái con số đó. Đúng không? 5 tấn à. Các em đổi hết ra kg. Thì sẽ bằng 5.000 kg. Được chưa? Rồi, giờ mình sẽ có tiếp là 5 tấn 325 kg. Thì sẽ bằng bao nhiêu? 5 tấn là 5.000. 5.000 cộng 325 sẽ là 5.000 gì? 300 bao nhiêu? 20 25 kg. Vậy thì đến đây các em trả lời được chưa? Tôi hỏi chiếc xe đó phải chở quá tải bao nhiêu kg? Vậy chúng ta sẽ trả lời là Số kg. Đúng không? Chiếc xe đó chở quá tải là, đúng không? Các em sẽ lấy cái gì đây? Tổng số mà nó được chất lên này hay là chở này? 5320 trừ đi gì? Trừ đi số mà nó có thể chở thôi. Trừ cho 5.000. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 325 kg. Đó. Dễ như ăn kẹo đúng không? Và chúng mình khi đáp số như vậy, nó chở quá tải là 325 kg các em nhé. Được chưa? Ổn chưa nào?
Rồi, mình sẽ đến với bài tiếp theo. Bài số 3. Cho cái hình H. Này, hình H là cái hình dưới này kìa. Đây nè. Đó, đây được gọi là hình H nhé. Tạo bởi hai hình chữ nhật như hình vẽ dưới đây và yêu cầu mình tính diện tích hình H. Đây, vậy thì nó sẽ được tạo bởi hai cái hình chữ nhật này kìa. Một cái hình chữ nhật thầy sẽ tô cái màu, đánh cái màu xanh như thế này nè. Đó, để cho em phân biệt. Tức là hình này sẽ là MNPQ. Hình này sẽ là ABCD. Đó, có kích thước hết rồi đúng không? Đúng không? Đấy, vậy thì giờ yêu cầu tính diện tích thì chúng ta có tính được không? Quá đơn giản đúng không? Mình nhìn xem nào. ABCD, chiều rộng là 3. À, chiều dài nè. Vậy thì giờ mình phải tính cái chiều dài của cái hình chữ nhật ABCD này, tính cạnh D gì, DC đây chính là chiều gì? Chiều dài nhá. Vậy thì chiều dài nè. Chiều dài cạnh, cạnh gì đây? DC hay là CD cũng vậy. Của ai các em? Của cái hình chữ nhật nè. Nó tạo bởi hai hình chữ nhật đúng không? Mình đang tính cái chiều DC này các em. Hình chữ nhật A B C CD sẽ là, đó, các em viết nhỏ lại. Cái sách này họ để cho mình cái dòng rất là khiêm tốn đúng không? Mà cứ đòi viết đẹp thì rất là khó. Như vậy mình sẽ thấy này, nó sẽ bằng DM nè. Đúng không? Là 3 nè. Cộng với mấy? MN này, mà MN này chính là gì? Bằng Q, QP nè, đúng không? Cộng với 4 nè. Cộng với N gì? NC đây bằng mấy? Bằng 3. Như vậy 3 với 4 là 7, 7 với 3 bằng mấy? 10. Như vậy nó sẽ là mấy? 10 cm. Được chưa? Vậy thì có chiều dài rồi, có chiều rộng rồi, mình sẽ tính cái gì đây? Mình sẽ tính diện tích. Diện tích cái hình gì đây? Hình chữ nhật mà không tô màu nhá. Diện tích hình chữ nhật. Tên cái hình này là A, B, C, D. Đúng không? Diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài 10 nhân với chiều rộng là 3. Như vậy 10 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? 30. Và nhớ diện tích thì đơn vị phải là cm gì? Vuông. Được chưa? Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ tính được diện tích của hình này không? MNPQ không? Chiều rộng là 4 nè. Chiều dài nè 6 nè. Vậy thì mình sẽ trả lời diện tích hình chữ nhật. Tên cái hình chữ nhật này là gì? MNPQ. Đúng không? Chiều dài mấy? 6. Nhân với chiều rộng là 4. Như vậy 6 nhân 4 sẽ là 24 cm vuông. Vậy giờ có diện tích của hai hình này rồi thì đây chính là diện tích của hình gì? Hình H thôi. Chúng ta sẽ trả lời vậy thì diện tích nè, cái hình gì? Hình H đây nè, đúng không? Đó. Được chưa? Diện tích cái hình H này sẽ là, các em sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật ABCD 30 cộng với diện tích của hình chữ nhật MNPQ 24. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 54 cm gì? Vuông. Rồi, và đến đây chúng ta chỉ việc ghi gì? Đáp số 54 cm gì? Vuông. Xong chưa? Đơn giản không các em? Đơn giản như đan rổ đúng không? Rồi, mình đến bài số 4 nào. Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 và chiều dài là 4. À, để vẽ được thì các em cần có một cái thước. Và cái thước của chúng ta nó phải có cái gì? Cái đơn vị đo này các em. Đấy, đây thì đây là cái eke nhá.
Đấy, các em có thể dùng cái thước thẳng của chúng mình. Có đơn vị đo này, cái yêu cầu này. Chiều rộng 3cm và dài là 4 này. Thì các em vẽ chiều nào trước cũng được. Được không? Đấy, như đây thầy sẽ vẽ chiều gì? Chiều dài trước đi. 4cm này. Thì chúng ta sẽ đánh dấu. Đánh dấu chiều dài là mấy? 4 này. Đánh dấu hai cái điểm nhá, 0 này. Được chưa? Cho đến gì? 4 này có phải là 1 2 3 4cm. Đúng chưa? Nhớ khi mà chúng ta kẻ thì đánh dấu hai điểm cần gì? Cần kẻ nè. Đấy, để được một cái đường thẳng nhá. Vậy thì đây là 4cm nhá. Được chưa? Rồi, chiều rộng là mấy cm? 3 này, em đo lên nè. Từ cái này chúng ta sẽ đo lên là mấy? 3cm. Đúng không? Đó, ở đây thì nó còn hơi nhỏ nên là thầy sẽ phải cho nó phóng to lên một tí mới được. Anh em 4cm đủ không? Lại nhỏ hơn rồi hả? Đấy, tại vì thầy kẻ, thầy vừa mới phóng to nó lên đúng không? Phóng to nó lên thì giờ chúng ta sẽ lấy nó nhỏ. Nó vừa. Cái cuốn sách của các em thì nó sẽ chính xác hơn so với cái này của thầy. Bởi vì sao cái này của thầy nó có thể phóng to thu nhỏ tùy ý nè. 3cm nè các em. Đó. Và đây là 4cm nè. Đây chúng ta sẽ lấy đến đây thôi. Như vậy thầy sẽ xóa cái này đi nhá. Lấy là 4cm. Đây. Được chưa? Đó. Và anh này là mấy? 3cm đây. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta có thể đặt cái thước này, chúng ta di chuyển thẳng lên đây cũng được nè. Đó, và các em kẻ cho thầy là mấy? 4cm nè. 4cm nè. Được chưa? Đây chúng ta là mấy? 3cm nè. Chính xác chưa? Đó, như vậy mình sẽ vẽ được cái hình này. Mình đặt tên cho nó là A này, B này, C này, D này. Đúng không? Chiều dài đây 4cm. Và chiều rộng đây là 3cm. Được chưa? Đó. Rồi. Mình đã vẽ xong được hình ở câu A nhé. Bây giờ câu B nè. Hãy vẽ hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Cùng diện tích với cái hình ABCD này. Nhưng có các kích thước khác với kích thước của ABCD. À, như vậy thì chúng ta phải chú ý đây nè. Cùng cái diện tích nha các em. Vậy thì cùng diện tích thì chúng ta phải làm gì? Phải tính ở đây. Cùng cái diện tích này thì chúng ta phải tính ở đây nè. Nó là bao nhiêu? Bao nhiêu đó nè. Chứ để làm được cái câu B thì chúng ta phải tính là diện tích cái hình này đã nhá. Diện tích cái hình chữ nhật gì? A, B, C, D mà mình vừa vẽ đó đúng không? Sẽ là chiều dài là 4 nhân với chiều rộng là 3. Như vậy 4 nhân 3 sẽ là bao nhiêu? 12cm gì? Vuông. Đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ người ta mới yêu cầu nè. Yêu cầu là gì? Vẽ một cái hình MNPQ có cùng cái diện tích này. Nhưng mà kích thước nó không được là 4 nhân 3 giống như này đúng không? Như vậy thì các em sẽ thấy được nè. 12 đây nè. Thì nó sẽ có là gì? Nhiều những cái diện tích mà nó giống như thế này. Đúng không? Nhiều những diện tích. Vậy thì mình sẽ xem là 12 đây nè. Thì nó ngoài là 4 x 3 ra thì nó sẽ còn bằng mấy? 6 nhân với mấy nữa các em? 6 x 2. Đúng không? Đúng không? Đấy, như vậy thì mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nữa có diện tích là cũng bằng 12cm nhưng chiều dài là 6 nè, chiều rộng là mấy? 2. Được không? Đó. Vậy chúng ta sẽ vẽ lên đây nhá. Chiều dài là 6cm. Đây. Chúng ta sẽ vẽ lên. Thầy sẽ đo cái này trước đi. Không có là nó không đủ giấy nè. 6cm này các em. Đánh dấu hai cái điểm mà mình cần vẽ nè. Một điểm nè. Hai điểm nè. Nhớ đặt cái thước cho nó thẳng nhá. Được chưa? 6cm nha các em. 6cm. Được chưa? Rồi.
Chiều rộng đây là mấy? 2cm nè. Kem đo đánh dấu từ đây lên cái điểm 0 này nè. 2cm nè kem. Đó, 2cm. À như vậy cái này bị lem ra ngoài rồi. 2cm đây. Đấy, chú ý nha, đánh dấu cho chuẩn vào nhá. Không chuẩn là cái hình của mình sẽ bị méo xẹo đấy kem ạ. Rồi, ở đây là mấy? 6cm. Kem kẻ lên. Rồi, như vậy tự nhiên cái hình này của thầy bị mất tiêu rồi. Đây, 6cm nhá. Cứ nhận nha, ta làm thôi. Rồi, và đây là mấy? 2cm nè. Đấy, chính xác tuyệt đối nha kem. Được chưa? Rồi, và cái hình này của chúng ta tên là gì? M N T Q, đúng không? Vậy thì chiều dài mình vừa nãy là bao nhiêu? 6cm. Chiều rộng là 2cm. Êm chưa? Đó. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong. Hoàn thành chưa nhỉ? À đúng rồi, xong được cái bài số 23 này nhé. Và đừng quên chia sẻ cái kênh cũng như video này nhé. Rồi, tạm biệt các em thân yêu. Giờ thầy phải bye bye nhé. Rồi, tạm biệt các em.